hướng dẫn mua hàng tại Buona Shopping. Tại giao diện Buona Shopping sẽ có toàn bộ sản phẩm của Buona. Để chọn mua sản phẩm bất kỳ, bạn chỉ cần ấn vào nút mua hàng nằm bên dưới sản phẩm đó. Bạn có thể chọn mua nhiều sản phẩm cùng một lúc. Sau đó ấn vào chữ xem giỏ hàng và chuyển tới phần giỏ hàng tùy chỉnh số lượng. Trong giỏ hàng hiển thị các mặt hàng bạn đã mua. Bạn có thể tăng giảm số lượng từ mặt hàng, xóa mặt hàng đã chọn bằng cách chuyển số lượng về 0. Ấn cập nhật giỏ hàng để Buona Shopping tính toán lại giá trị đơn hàng. Kiểm tra thông tin địa chỉ giao hàng, có thể cập nhật địa chỉ bằng cách ấn vào dòng đổi địa chỉ. Kiểm tra tổng tiền của đơn hàng rồi ấn thanh toán. Chuyển sang phần thanh toán, bạn cần điền thông tin thanh toán đầy đủ và các ô có dấu sao. Nếu yêu cầu giao tới địa chỉ khác, hãy tích ô giao hàng tới địa chỉ khác và điền thông tin. Nếu không, bạn hãy bỏ qua bước này. Buona Shopping cung cấp hai hình thức thanh toán, đó là thu tiền khi nhận hàng và thanh toán online bằng Internet Banking. Tích tôi đã đọc và đồng ý, ấn nút đặt hàng để xác nhận gửi đơn hàng. Với hình thức thu tiền khi nhận hàng, bạn sẽ được kiểm tra hàng khi nhận hàng và thanh toán cho đơn vị vận chuyển. Vậy là bạn đã hoàn thành đặt hàng bằng hình thức giao hàng thu tiền tại nhà COD. Với hình thức thanh toán chuyển khoản mà Tích thanh toán bằng Internet Banking, sau đó đánh dấu vào ô tôi đã đọc, ấn nút đặt hàng để chuyển sang bước tiếp theo. Trên màn hình hiển thị số tài khoản bạn cần chuyển. Bạn tiến hành thanh toán số tiền trên đơn hàng bằng cách chuyển khoản tới số tài khoản hoặc quét mã QR. Nội dung chuyển khoản bạn ghi rõ mã đơn hàng của bạn. Trong vòng 12 giờ làm việc, nhân viên của Buona sẽ gọi điện để xác nhận đơn hàng và tư vấn. Vậy là bạn đã hoàn thành đặt hàng bằng hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.